Thưa quý vị, săn bắt, đặt bẫy thú trên rừng là hành vi bị nghiêm cấm. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tại khu bảo tồn thiên nhiên trên bán đảo Sơn Trà, liên tiếp xuất hiện những chiếc bẫy thú được người dân và cơ quan chức năng phát hiện. Những chiếc bẫy này không chỉ gây ra thương tích nghiêm trọng cho các loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong sách đỏ của khu bảo tồn thiên nhiên này, mà còn làm ảnh hưởng đến tiềm năng du lịch, vốn là thế mạnh của Đà Nẵng. Đang trong quá trình chụp ảnh thiên nhiên tại bán đảo Sơn Trà, một nhóm nghệ sĩ nhiếp ảnh phát hiện ra những tiếng động lạ dưới khe suối. Con chuồn bạc má kéo theo chiếc bẫy kẹp xuống khe suối uống nước và may mắn được các nghệ sĩ nhiếp ảnh giải cứu. Bản thân tôi là một người khá là yêu động vật, vì thế nên là tôi cho rằng là khi mà nhìn hành động như thế, những con thú bạn ấy bị như vậy thì tôi sẽ cảm thấy rất là đau lòng. Bởi vì là các bạn ấy xứng đáng có một cuộc sống nó tốt hơn ở khu rừng này để trở về với thiên nhiên, và như vậy thì thật sự là nó rất là đáng thương. Theo tôi thì đây là một hành vi nó không chỉ là vi phạm đạo đức mà nó còn là vi phạm pháp luật nữa. Vì thế thì tôi nghĩ rằng là cần có những cái quy định hoặc là những cái luật pháp và cái chế tài xử phạt thật là mạnh. Trong 3 tháng đầu năm 2023, Hạt Kiểm Lâm Liên Quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Chi Cục Kiểm Lâm thành phố Đà Nẵng đã phát hiện hơn 459 bầy thú các loại, phá 2 lán trại trái phép, bắt giữ và tái thả 3 cá thể hoang dã về với tự nhiên. Đây là một thực trạng đáng báo động, cần sự phối hợp tăng cường truy quét, xử lý các đối tượng này. Đa phần là họ dùng cái bẫy dây thép, người ta làm bẫy rút thầm lặng này, thường là bẫy vào trong cái thú thì nó đi và nó vướng cái chi chân của nó rút nó thắt cái chân ấy, nó kéo thú treo hỏng này là nó sẽ tạo thành vết thương ngay chỗ cái vùng nó thiết, vùng mà bị thiết bẫy lại thì nó sẽ gây bị thương cái vùng mà bị rút dây. Gần như là ngày nào chúng ta từ khi mà hôm có phản ứng đến bây giờ thì gần như ngày nào lực lượng cũng đi các cái tuyến đi xuyên qua rừng để đảm bảo kịp thời phát hiện và tháo dỡ nếu có phát hiện các cái trường hợp bẫy. Tuy nhiên cái việc hiện nay lượng người vào Sơn Trà hàng ngày rất là đông, và cái việc để kiểm soát được các đối tượng nào đi vào rừng, đi vào từ chỗ nào, từ vị trí nào, thực sự đó là một bài toán rất là khó để tìm ra lời giải. Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà là nơi duy nhất ở Việt Nam có hội tụ của hệ sinh thái đa dạng phong phú và giá trị ngay trong lòng thành phố, và là một trong 200 vùng sinh thái tiêu biểu toàn cầu. Hiện khu bảo tồn này có hơn 100 loài động vật, bao gồm nhiều loài quý hiếm, nằm trong danh sách đỏ cần bảo tồn. Dù được kiểm soát nghiêm ngặt, thế nhưng tình trạng săn bắt thú trái phép vẫn chưa có biện pháp ngăn chặn triệt để.